Em xin chào anh Dương ở thôn Dương Nam, Trắng Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng ha. Có đặt em mixer G4 20kg và kèm với em ly nha. Đây là sản phẩm của anh. Và đây là cách chỉnh và toàn bộ clip chi tiết cho anh luôn ha. Giờ em test cho anh một đoạn âm thanh cho anh luôn. Em sẽ test ca khúc đoạn tái bút bét nhạc sống nha. Test cho anh Dương ở thôn Dương Nam, Trắng Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Rồi em nhé, đường em bước vui, đừng về bên gác trò để mặt mặn tôi với đời. Tôi đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bối xoa, em trong mắt mà tôi lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm cùng chi đầy đỏ thêm tình nhân ơi giờ xa cách nhau rồi. Tôi ngỡ em còn ở nên lòng tôi ước mơ và thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tuôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào chưa dừng buồn riêng ai trót man, tình nào không chuốt trải luôn thăm hoài. Tôi không rằng em chỉ trách mình tự duyên, vòng tay nào tôi với trừ xa cách nhau rồi. Một lần nữa em cảm ơn anh khách hàng ở Trắng Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng rất nhiều nha. Cảm ơn anh ủng hộ em mixer G4 và em còn test rất là nhiều clip nữa. Mong clip anh xem thành của anh nha.